lũ chi bay hơn phùa em nở. Chép khó rằng bà năm ta chẳng khôn xứ nguồn, coi dù em nở bia nắc nhà xếp lại, coi dù ai nở lâu kẻ ai nhà kín lại. Dần ra lu ngài lu nhinh em nhang long lầy lu bao lầy ngoài nà em in mau ai trên năm ta phố mùa lón lại ca khay bay nỡ vừa mía thở coi bứng lẹ cằn muôn chờ phú già chiếc chờ ai. Cái này là phiên bản cá tính à? Vâng. Phiên bản cá tính. Ta theo
phụng lại đây, phụng lại đây. Bỏ sao hàm tủ mà sao còn đi. Cái máy lọc nước còn cái kia là cái tủ lạnh. Tủ ngang luôn anh em ạ. Tủ lạnh cho tủ ngang luôn. Chắc là cô giáo chú rể về bán quán, bán hàng gì đó thì mới cho cái tủ ngang đấy. Theo như lời mọi người kể, bên nhà gái kể thì là chú rể có làm dược, bên dược bán thuốc. Quá đau. Mấy chữ đâu? Mấy chữ đâu đấy? Xin lỗi. Tốn cứt lao ẻ. Không phải đâu mọi người, dẫm vào cái đống gạch nấu cơm mà này. Có cái đống gạch để nấu cơm, cái gạch để kê nồi ấy. Nhiều đồ quá anh em ơi. Hai cái tủ, một cái tủ quần áo, một cái tủ chăn ga gối đệm, rồi nồi niêu xoong chảo, có cả bộ bàn ghế nữa, xe máy rồi. Quá trời đất đồ luôn. Đáp bố đồ, chị nhắm phai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Một cái máy giặt hay cái tủ lạnh nữa ấy mọi người. Chắc là máy giặt của hãng Samsung. Có cái gì á, máy giặt hay cái gì ta? Mà sao lại có những cái ký hiệu lạ lạ nhỉ? Kính thưa quý vị, sau khi tổ chức buổi lễ phục quy xong thì hôm nay là ngày 27, à đâu nhầm 26, ngày 26 tháng 1 năm 2024 thì tổ chức tại nhà gái tại bản Buống Khoang thuộc xã Bản Lầm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Còn chú rể thì ở bên Điệp Tè cũng thuộc huyện Thuận Châu luôn. Đi khá xa mọi người ạ. Bây giờ là đến cái tiết mục đón dâu cũng như lấy đồ, thì đồ thì khá là nhiều, đầy đủ tất cả tiện nghi luôn, nói chung là không thiếu một cái gì luôn. Nó đồ đạc thì nó nếu mà tính tiền mặt thì nó cũng phải rơi vào xấp xỉ theo mình tính chắc phải hơn 100 triệu đấy anh em ạ, tại vì cái vision kia nó đã rơi vào hơn 40 triệu rồi, một chiếc vision đã hơn 40 triệu rồi.
Còn tivi, tủ lạnh, máy giặt, rồi bàn ghế, rồi máy lọc nước các thứ đây này anh em này. Nhiều lắm, nó phải trên 100 triệu. Nó phải trên 100 triệu nha anh em nhé. Đấy vợ. Chưa tính nhà vàng, các thứ đeo cổ, các thứ nữa. Ôi. Đấy. Rất là nhiều đồ luôn nhá anh em nhá. Nhiều đồ kinh khủng. Không thiếu một cái gì luôn. Bàn ghế các thứ. Quy ra tiền mặt thì chắc phải hơn 100 triệu đấy anh em, không hề rẻ đâu. Không hề ít đâu. Đây tính ra cái bộ bàn ghế nó phải rơi vào mấy triệu rồi. Mấy vợ người Thái sướng lắm anh em ạ. Nhưng mà phải uống rượu khỏe mới lấy được nữa anh em nhá. Phải uống rượu khỏe mới lấy được. Vâng. À vừa nãy thì mọi người cũng trong cái lễ Vu Quy thì mọi người cũng đã say rồi, cho nên là bây giờ hơi cuốn một chút nhưng không sao, vui là chính. Cũng chẳng uống đâu mà đút vào mồm xong này cũng này nhổ đi. Còn một cái ghế nữa là xong chương trình hôm nay. Bà nội uống khỏe quá. Rồi. Hết đồ rồi nhé mọi người nhá. Hết đồ rồi. Đây. Đồ xếp ở đây cho lên xe. Đây. Rất là nhiều đồ. Bàn ghế, chăn ga gối đệm, nồi niêu xoong chảo, tủ. Có cả tivi, tủ lạnh, các thứ đầy đủ hết anh em. Không thiếu cái gì luôn. Đây bố mắt đây. Hải ta. Bố vợ. Đó. Ê hình, tôi sang cờ lầy, tôi sang cờ mi. Bất thiếu tôi sang. Đó nha anh em nhá. À, phía bên đằng này là phái đoàn họ nhà gái. Còn đây là những cái đồ mà nhà gái đã cho làm của hồi môn cho con gái cũng như con rể để đem về xây dựng gia đình. Thì nói chung là cái đồ đạc ở đây thì không thiếu cái gì rồi. À, một cái giá trị cao nhất thì theo như mình quan sát là một chiếc xe máy mang thương hiệu của Honda Vision bản cá tính. Thì đâu đó nó phải rơi vào trên dưới 40 triệu rồi. Còn mấy cái đồ tivi, tủ lạnh, rồi máy giặt, nồi niêu xoong chảo thứ thì nói chung là cứ phải 100 củ mà tính sơ sơ thế thôi anh em ạ. Đây, xếp đầy một cái xe này luôn. Đó.
Đây là chùm quế nhá anh em nhá. Đang rửa bát. Đây ăn uống xong rồi phải rửa. Lạnh như thế này. Ô thế rửa. Rửa bằng nước nào? À rửa bằng nước ấy à. Nước lã luôn à. Có lạnh lắm không? Có lạnh lắm không em? Rất là lạnh luôn. Ôi dồi ôi, vất vả lắm này này anh em ơi. Còn không có. Còn không có găng tay luôn. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Ta đây xem nào. Cái gì đấy? Chùm quế mà bán đi. Đây nha anh em nhá, như thế này đã đủ đủ nhiệt tình chưa? Quá nhiệt tình. Đó, quay cả rửa bát luôn. Ở phía đằng dưới kia thì mọi người đang lấy đồ nhé. Đây, lấy đồ. Vẫn chưa xong đâu. Lát nữa mới xong. Đây này, vẫn còn đang xếp đồ lên xe nhé. Lũ chi bay hơn phùa em nở chép khó sáng bản năm ta chẳng khôm xứ nguồn coi dù em nở bia nắc nhà xếp lại coi dù ai nở lâu kê ai nhà kín lại bầu mi lũ dù nặng ai em mù mà bết cây nhà tành ai tô khóc chi bay bên lô hứa gió lô vừa chờ ai em há cơn há cũng khổ lại ai sao chẳng xưa chưa ngờ lô xú vua bắc khen bắc có em lạc khai trong xứ hờ lô gian bú gian già lô ngài lô nhé phùa em nở chép khó sáng bản năm ta chẳng khôn xứ nguồn coi dù em nở bia nắc nhà xếp lại coi dù ai nở lâu kê ai nhà kín lại chi bay bên lô vườn gió lô vừa chờ ai em há cơn há cũng khổ lại ai sao chẳng xưa chưa ngờ lô xú vua bắc khen bắc có em lạc khai trong xứ hờ lô gian bú gian già lô ngài lô nhé chết năm ta vô mùa.